Sáng nay, tập đoàn Crystal Bay tổ chức lễ động thổ dự án Crystal Marina Bay. Đây là tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển quốc tế lớn nhất khu vực Bắc Nha Trang. Với thiết kế được lấy cảm hứng từ vũ điệu của những nàng tiên bên bờ biển, dự án Crystal Marina Bay có tổng diện tích dịch vụ du lịch lên tới hơn 100.000 m² trong hai tòa tháp cao 33 tầng. Khi đi vào hoạt động, Crystal Marina Bay sẽ trở thành điểm đến nhiều trải nghiệm, vui chơi giải trí phong phú cho du khách với hàng trăm tiện ích cao cấp tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, lần đầu tiên có mặt tại Nha Trang, nơi đây sẽ có trung tâm giải trí tương tác công nghệ cao để du khách có thể đi vào lòng đại dương tương tác với cá heo, các loài san hô và sinh vật biển. Sự ra đời của tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển quốc tế Crystal Marina Bay với gần 2.000 căn hộ theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao đang được kỳ vọng sẽ đáp ứng đáng kể nhu cầu của khách du lịch nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế.